Ngược trở lại 20 năm trước, ở thời điểm đó, người dân đồng bằng sông Cửu Long mưu sinh chủ yếu vào đánh bắt cá, nhưng với những phương tiện rất thô sơ, công suất nhỏ. Cũng chính vì lý do đó mà đã có gần 3.000 chiếc tàu cá bị đánh chìm. Bão Linda vừa là nỗi đau, nhưng cũng có thể coi là dấu mốc cho sự thay đổi trong công tác phòng chống, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền khi ra khơi. Những con tàu thô sơ vẫn hướng ra khơi dù có tin bão. Đó là những con tàu 3-0, không thiết bị kết nối, không ICOM điện đàm, không áo phao. Khi bão Linda vào bờ, chính quyền muốn kêu gọi tàu cũng không được. Chúng ta hiện đại hơn rất nhiều, có thể nói gấp hàng trăm lần. Lúc ấy chúng tôi không hề có một cái thông tin nào, một cái điện thoại liên lạc nào được với địa phương ngoài cái fax mà gửi ở văn phòng. Nó thô sơ đến mức thế, và chưa nói đến tàu thuyền ngoài sông, ngoài biển, ngoài khơi, là lúc ấy ngư dân chỉ nhìn đoán để mà chạy thôi. Bão Linda không quá mạnh, nhưng với những con tàu mỏng manh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thời bấy giờ thì cũng đã là quá khủng khiếp. Hậu quả thật nặng nề khi có 2.897 tàu bị chìm, 1.856 tàu bị hư hỏng và 316 tàu mãi nằm lại dưới đáy đại dương. Thời bấy giờ, phương tiện cứu hộ cứu nạn cũng rất hạn chế và chủ yếu sử dụng phương tiện của hải quân. Tuy nhiên, do tàu gặp nạn không có địa chỉ, nên việc tìm người, tìm tàu giữa mênh mông biển nước chẳng khác nào mò kim đáy biển. Trong cái bối cảnh của cái hồi năm 97 thì khu neo đậu còn rất thiếu. Thế là một, thứ hai nữa là về neo đậu rồi thì về bị chìm ngay cái chỗ neo đậu. Bởi vì là chẳng chống buộc các cái ấy lại, người ta không có kinh nghiệm. Bão Linda đã làm thay đổi cách nghĩ và làm của hầu hết những người dân miền biển. Như gia đình anh Lê Văn Lội, từ một hộ bị thiệt hại hai chiếc thuyền trong bão Linda, nay anh đã góp mặt trong đội tàu cứu hộ của xã. Bên cạnh đó, thiết bị liên lạc và cứu hộ trên tàu cũng được nhiều ngư dân trang bị đầy đủ hơn. Ngày xưa là đâu có chiếc nào có định vị mà đó biết bão là ở đâu. Nhưng ngày nay bây giờ nó hiện đại, giờ định vị đại gì đó là mình báo đâu đi hướng nào, vị trí nào là mình cách ba xa mình biết hết. Ba chiếc là phải có ba cái máy đường dài vậy, rồi ở nhà gắn một cái ở nhà liên hệ với nhau là nói chuyện đây ra tới Thủ Chu rồi nghe rõ ràng luôn đó. 20 năm cơn bão đi qua, xã Khánh Hội có tới 80% người dân vẫn bám biển mưu sinh. Thiên tai không trừ một ai, dù vùng miền này trăm năm vẫn nổi tiếng bình yên. Nhưng cũng chính nó là nơi mà Linda đã ghé qua và gây nên thảm họa kinh hoàng chưa từng thấy. Vì vậy, việc trang bị và phổ cập công tác phòng tránh bão tới người dân là yếu tố được địa phương đặt lên hàng đầu. Bà con thì cơ bản là phải có các cái máy bộ đàm, bắt buộc phải có máy bộ đàm. Và khi mà không liên lạc trực tiếp đến đất liền được thì cũng là liên lạc đến các cái phương tiện mà chung một ngư trường để thông báo cho nhau. Thế dạng như không phải là trong khi có phòng chống có bão xảy ra mà khi gặp sự cố trên biển, phao cứu sinh cứu hộ phải có đảm bảo, kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi nếu mà thiếu những cái trang thiết bị hỗ trợ. Từ đó tới giờ là bắt đầu là nghe bão, nghe tin đài thôi, là bắt đầu là kêu tàu thuyền vô rồi, chứ đâu có để cho đến mà bão tới đâu. Cảnh tỉnh mình rồi, cơn bão nó cho biết mà sợ một lần một sợ tận tới già rồi. Khi có bão xảy ra thì bà con sẽ liên lạc với đất liền như thế nào và ngược lại? Đất liền sẽ thông tin với bà con ra sao? Phòng tránh trú an toàn khi có bão xảy ra? Tất cả đều là những kiến thức nằm lòng. Cơn bão Linda đã là một bài học phải trả cái giá quá đắt.